Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại ấp Xóm Lớn nha, của xã Vĩnh, ấp Xóm Lớn A của xã Vĩnh Mỹ A. Hiện tại mình đang qua cái cầu không tên nè. Đó. Thì đây bên đây là địa phận của ấp Xóm Lớn A các bạn ha. Đó. Thì mình đi theo hướng từ trung tâm của thị trấn Hòa Bình đi về hướng xã Vĩnh Mỹ A nha các bạn. Và đây mình đã đến địa phận của ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Mình đi cái hướng này hơi bị ngược sáng một xíu, tại vì giờ này cũng gần chiều rồi, hơn 4 giờ các bạn, nên nắng đã đổ về hướng Tây. Mặc dù mặt trời đã bị mây che nhưng mà cái độ chói, độ ngược sáng cũng khá là nhiều. Cái tuyến đường này sẽ đi ngang nghĩa địa Phước Hải nha các bạn. Đây, cưa củi. Đây, mình đã tới nghĩa địa Phước Hải, thuộc ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, bên Tây phải mình nha các bạn. Đây. Sẽ có hai đường đi, một là đi thẳng, còn hai là quẹo tay phải. Mình xin quẹo tay phải để có thể chia sẻ một số hình ảnh bên phía tay phải cho các bạn xem. Có một đường đi nè. Chút xíu mình sẽ đi thẳng quay cho các bạn xem. Lúc trước thì mình cũng đã có chia sẻ với bạn hình ảnh về cái khu vực này rồi. Đây là nghĩa địa Phước Hải các bạn ha. Đó. Còn đây là cái cổng chào đi vào ấp Xóm Lớn B các bạn ha. Mình thấy có một cái băng rôn là lễ cầu an Thần Hoàng Cổ Miếu, ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A vào ngày 15, 16, 17 tháng 11 âm lịch. Tức là hôm nay luôn các bạn ha, hôm nay là ngày 15 nè, của tháng 11. Ok, bây giờ mình sẽ chạy vô để chia sẻ với các bạn hình ảnh về ấp Xóm Lớn B. Chào các bạn, mình đang có mặt tại ấp Xóm Lớn B của xã Vĩnh Mỹ A nha các bạn. Phía bên tay phải mình đây, mình vừa đi qua là nghĩa địa Phước Hải. Còn đây là con đường đi vào ấp Xóm Lớn B nha các bạn ha. Đây là trạm cấp nước sạch của xã Vĩnh Mỹ B thuộc ấp Xóm Lớn, xã Vĩnh Mỹ A, gần chợ Vĩnh Mỹ A. Đây là chợ Vĩnh Mỹ A. Đây các bạn, đây là hình như là đình các bạn ha. Đây là đình Vĩnh Mỹ nè. Đúng rồi, đình Vĩnh Mỹ. Đây các bạn, đình Vĩnh Mỹ ở đây ha. Mình xin khám phá vòng vòng cái ấp cho bạn xem. Trước mình có đến rồi nhưng mà mình không có đi nhiều. Trời giống như là đang chuyển mưa vậy. Hôm nay mình sẽ đi hết vòng vòng các con đường ở trong đây để chia sẻ với các bạn. thuộc ấp gì ta? Trong đây không có cửa hàng hay bảng hiệu gì hết, cũng không có số nhà luôn, có số nhà nhưng mà không có để cụ thể là ấp gì. Ở đây có. Chú Trân hỏi đây là ấp gì chú? Xóm Lớn A hả chú? Đây là Xóm Lớn A các bạn nha. Xóm Lớn A. Còn khúc Trảo Đình là Xóm Lớn B. Còn ghẻ nhánh tùm lum các bạn ha. Đi xuống dưới nữa, đi lên. Rồi mình xin quay lại để quay ấp Xóm Lớn. Nếu bạn Xóm Lớn B sẽ đi thẳng nha, còn mình sẽ quẹo tay phải. Hôm nay mình sẽ đi khám phá vòng vòng xã Vĩnh Mỹ A. Từ lúc trước mình chỉ đi đường chính thôi. Đây là chợ Vĩnh Mỹ A các bạn ơi, chợ Vĩnh Mỹ A. Mình sẽ quay xuống đây. Đây là Xóm Lớn A nữa, đây là Xóm Lớn A nữa các bạn ha. Xóm Lớn A. Này là đi đâu ta? Ở bên đây. Chú cho hỏi đây là ấp gì chú? Châu Phú. Châu Phú hả chú? Rồi từ cái cầu đẳng là Châu Phú, còn qua bảnh là Xóm Lớn A hả chú? Cái cầu này nè. Dạ. Vừa qua cây cầu hồi nãy là qua đây là thuộc ấp Châu Phú nha các bạn. Bên đây là ấp Châu Phú. Mọi người trang trí để chuẩn bị Giáng sinh. Ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A nha các bạn. Mọi người đã chuẩn bị cho Giáng sinh, trang trí cho Giáng sinh rất là nhiều. Nhiều nhà đã trang trí rất là nhiều các bạn. Đây, mình sẽ vô nhà thờ hội chợ vui Noel. Là cầu bánh bò nha các bạn. Cầu bánh bò. Chà. Đây là ấp Xóm Lớn A nha các bạn. Ấp Xóm Lớn A. Khu vực này là khu vực chợ Vĩnh Mỹ A. Sẽ quẹo qua này. Đây cũng thuộc là chợ. Chợ Nhà Lòng, ấp Xâm Lớn B. Đây là thuộc chợ Nhà Lòng, ấp Xâm Lớn B các bạn. Ở đây là thuộc ấp Xóm Lớn B. gì ta, đường phải dơ nha các bạn. Đường ngập nước tùm lum. Xóm Lớn B, nước ngập. Rồi chứ. Đây có gì à? Cúng đình hay gì? Kiếm chỗ nào gửi xe đi, vô nó kẹt dưới rồi.